Xin chào tất cả mọi người. Có rất nhiều bạn đang muốn tìm kiếm những website để mua những cái sản phẩm đồng hồ về nhập xỉ trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Chính vì thế trong video này mình sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn 4 website mà có rất là nhiều người nhập trực tiếp những cái sản phẩm từ những cửa hàng này vận chuyển về Việt Nam. Thì ở đây mình đầu tiên mình vào Google nha các bạn nhé. Thì cửa hàng thứ tư ở đây là cửa hàng Adfro. Cửa hàng Adfro là một cửa hàng thì rất là nổi tiếng rồi. Và những cái sản phẩm của họ thì có mức giảm giá rất là lớn. Và không chỉ như vậy, khi các bạn mua hàng ở đây thì họ thường xuyên có những các cái sản phẩm giảm giá trong ngày để cho các bạn mua. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên thanh công cụ này, các bạn vào phần mục này thì sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm giảm giá trong ngày, và những cái sản phẩm của họ thì có cái mức giá rất là tốt. Đây cũng là một trong những website được lựa chọn rất là nhiều cho cái việc nhập xỉ vận chuyển sản phẩm đồng hồ trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Rồi tiếp theo là đến eBay. Đây, website thứ ba là website eBay. Cửa hàng eBay thì mình đã làm rất là nhiều những video để hướng dẫn các bạn mua hàng cũng như là tính giá sản phẩm tại cửa hàng eBay rồi. Cửa hàng eBay thì khi các bạn mua hàng ở đây thì những cái sản phẩm của họ có mức giá rất là hấp dẫn. Và không chỉ như vậy, các bạn có thể mua được những cái sản phẩm đồng hồ cũ ở tại cửa hàng eBay, chứ không phải là chỉ riêng có những cái sản phẩm đồng hồ mới. Và tất cả những cái website nổi tiếng ở tại US thì khi họ đăng ký bán hàng trên eBay, các bạn có thể mua trực tiếp ở eBay cũng sẽ có một cái mức giá rất là hấp dẫn so với khi bạn mua những cái sản phẩm mua trực tiếp ở eBay này mà các bạn không sử dụng cái phương pháp khi các bạn mua hàng để tìm code giảm giá. Còn ở trên eBay thì mình làm rất là nhiều những video rồi, các bạn có thể vào trực tiếp là kênh YouTube là eBay365, mình có làm rất là nhiều về eBay để cho các bạn mua hàng sẽ có được một cái mức giá rẻ hơn so với khi các bạn mua trực tiếp bằng cái phương pháp thông thường. Và tiếp theo là cửa hàng Amazon. Đây, cửa hàng thứ hai là cửa hàng Amazon. Cửa hàng Amazon thì là một cửa hàng rất là nổi tiếng rồi, cũng có những cái sản phẩm cũ tương tự như ở eBay. Và những cái sản phẩm của họ khi mà bán hàng trên Amazon đã được kiểm định rất là kỹ càng, nhưng không phải là tất cả những cái sản phẩm đều đạt được chất lượng tốt nhất. Thì các bạn có thể tìm hiểu về Amazon ở trực tiếp kênh YouTube là Amazon365. Mình có làm rất là nhiều những video rồi để hướng dẫn các bạn tìm những các cái nguồn hàng chất lượng tốt nhất, cũng như là những cái sản phẩm ở trên eBay cũng vậy. Mình có làm rất là nhiều những video đánh giá người bán uy tín cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm chất lượng để cho các bạn mua hàng. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ có được những cái sản phẩm chất lượng từ những cái người bán ở Amazon cũng như là eBay. Đấy, thì mình sẽ vào qua một chút này cho các bạn xem này. Khi mà mình vào mục này, mình sẽ vào cái mục đồng hồ này. Ở Amazon thì có rất là nhiều những cái sản phẩm hiện tại đang được giảm giá này. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái sản phẩm top này, đây là một trong những cái sản phẩm được giảm giá. Ví dụ như sản phẩm này của thương hiệu Fossil này, $180 giảm giá còn 99 đô này. Đấy, thì đây cũng là một trong những cái giá rất là hấp dẫn cho các bạn khi các bạn mua về để kinh doanh hay là cũng như là sử dụng cho cái mục đích cá nhân của các bạn. Và tiếp theo là cửa hàng Yomashop. Yomashop là một cửa hàng thì rất là nổi tiếng rồi. Gần như khi mà các bạn nói tới order đồng hồ vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam thì chắc chắn là các bạn luôn nghĩ tới cửa hàng Yomashop. Nếu như các bạn là một tín đồ yêu thích những cái sản phẩm đồng hồ hay là những cái sản phẩm thương hiệu trên thế giới. Đấy, thì cửa hàng Yomashop này thì mức giảm giá của họ rất là lớn. Và khi các bạn mua hàng ở đây, các bạn tiết kiệm được cực kỳ nhiều chi phí. Và các bạn có thể nhìn thấy là ở đây thì mình kích vào đồng hồ Nam này, chẳng hạn này, mình sẽ lướt qua một vài sản phẩm cho các bạn xem. Những cái sản phẩm của họ có thể giảm giá lên tới 90%. Thì các bạn có thể lên YouTube vào kênh USA365 của mình, có những cái sản phẩm đồng hồ mình nhập xỉ cho khách giảm tới 90%. Rất là nhiều những cái sản phẩm khi các bạn mua hàng tiết kiệm được cực kỳ nhiều chi phí. Đấy, thì ở đây thì các bạn có thể nhìn lướt qua này, thì những cái sản phẩm của họ giảm giá này 63% này, hay là 58% này. Đấy, và rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Tại Yomashop thì tổng hợp rất là nhiều
những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Khi các bạn mua hàng thì luôn có một cái mức giá hấp dẫn nhất. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn có thể đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình là Đồng Hồ 365. Mình sẽ làm thêm rất là nhiều những video để cho các bạn có được những cái website chất lượng nhất. Khi mà mua hàng sẽ có một cái mức giá tốt nhất để nhập xỉ những cái sản phẩm vận chuyển trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Còn bây giờ nếu như các bạn có câu hỏi nào, các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment phía bên dưới video này. Mình sẽ làm những video sau trả lời câu hỏi của tất cả mọi người. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.